Vào tháng 6 của năm 2023 Khi mà nghe ông trung tướng Tô Ân Sô Là phát ngôn nhân của Bộ Công an Việt Nam Cho biết là công an đã bắt được Một đường dây buôn lậu vàng Có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng à, Từ Lào Cai về Việt Nam Qua cửa khẩu lao Bảo ở tỉnh Quảng Trị Thì nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng Bởi số lượng vàng đó ước tính lên tới 3 tấn Tuy nhiên vụ 24 người vừa bị truy tố mới đây trong hai đường dây buôn lậu 6.150 kg vàng 4 số 9, tức là hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam, càng khiến cho người ta sửng sốt hơn. Đặc biệt là khi người ta biết được cách thức mà những người chủ mưu sử dụng để đưa vàng vào Việt Nam qua con đường hàng không. Tin cho biết là lợi dụng thị trường có nhu cầu vàng miếng vàng nguyên liệu và giá vàng trong nước cao hơn giá vàng tại Campuchia. Nên chỉ trong một thời gian ngắn thì những con buôn này đã tổ chức nhập lậu một lượng vàng lớn từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Tràng Riệt ở Tây Ninh. Đây là đường dây buôn lậu có quy mô lớn diễn ra trong thời gian dài liên quan đến nhiều người qua nhiều tỉnh và thành phố với những cái thủ đoạn thiết lập đường dây khép kín thu mua gom ngoại tệ Mỹ từ Việt Nam, chuyển qua Campuchia, mua vàng rồi mang vàng về Việt Nam để tiêu thụ. Báo cáo cho biết là trong chỉ trong hai ngày 27 và 28 tháng 9 của năm 2022 thì đường dây này đã nhập lậu 198 kg vàng. Khi mà chặn bắt quả tang thì giới công lực đã thu giữ được 103 kg vàng, hơn 2.8 triệu đô la và khoảng 26.7 tỷ đồng Việt Nam. Từ vụ bắt quả tang này thì bộ công an đã mở rộng điều tra, kết quả cho thấy là cả hai đường dây buôn lậu vàng này do Nguyễn Thị Minh phụng sinh năm 1981 quê ở Bình Định và Nguyễn Thị Kim Phượng sinh năm 1985 ở Tây Ninh cầm đầu. Nguyễn Thị Minh phụng là người kinh doanh tự do tại Việt Nam, còn Nguyễn Thị Kim Phượng cũng là người kinh doanh tự do tại Tây Ninh và Nguyễn Thị Thúy Hằng là chủ cửa hàng vàng Kim Hằng ở thành phố Tây Ninh. Khi biết giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn giá vàng ở bên Campuchia, thì ba người này đã liên lạc với Nguyễn Thị Ngọc Dào là một người sống ở tại cửa khẩu Tràng Riệt, tỉnh Tây Ninh và một vài người Campuchia khác để mà đặt mua vàng từ Campuchia rồi chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời. Để vận chuyển vàng về Việt Nam thì những người này đã tổ chức thành hai đường dây. Đường dây thứ nhất là do Nguyễn Thị uh, Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Dào và lôi kéo khoảng 20 người cùng tham gia. Trong thời gian từ tháng 8 cho đến tháng 9 của năm 2022, thì đường dây do Minh Phụng nắm đã buôn lậu đến 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.644 tỷ đồng, tức là khoảng 280 triệu đô la từ Campuchia về Việt Nam hưởng lợi hơn 17.6 tỷ đồng. Đường dây thứ hai là do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu, cũng móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giào và lôi kéo 5 người khác tham gia buôn lậu. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 của năm 2022, thì đường dây do Kim Phượng nắm đã buôn lậu khoảng 1.320 kg vàng thỏi, trị giá khoảng à, 1.5 1.800 tỷ đồng, tức là hơn 76 triệu đô la từ Campuchia về Việt Nam. Nghĩa là chỉ trong một thời gian ngắn thì hai đường dây này đã đưa hơn 6 tấn vàng trị giá khoảng 8.461 tỷ đồng, tức là hơn 353 triệu đô la từ Campuchia về Việt Nam để bán, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Nhiều người đặt câu hỏi là hơn 6 tấn vàng đã được chuyển vào Việt Nam bằng cách nào? Câu trả lời là nhìn chung họ dùng hai cách, một là dùng xe ba gác máy chở nước đá để giấu vàng và tiền trong đó, hai là đưa các nhân viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines mang lên máy bay. Cách dùng xe chở nước đá là để giấu vàng là do mẹ con của bà Nguyễn Thị Ngọc Dào đảm trách. Sau khi tham gia đường dây của Nguyễn Thị uh, Kim Phụng, thì uh, bà Dào cùng với lại con trai của mình là Trần Thanh Thắng, 22 tuổi, là chủ của xưởng nước đá buôn bán với một số người Campuchia, nhờ móc nối với nhóm người bên kia biên giới để mà mua vàng thỏi từ Phom Bên đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Tràng Riệt. Mỗi buổi chiều thì Phụng sẽ báo số lượng vàng cần lấy để cho giàu đặt hàng nhóm này chuẩn bị. Đến sáng hôm sau thì những người Campuchia sẽ giấu vàng vào trong khoang bí mật trên xe ba gác chở nước đá do những người Campuchia điều khiển. Khi đi đến khu vực à, Paris số 1 của cửa khẩu Tràng Riệt, thì thông báo cho giàu để kêu con trai của mình ra lấy xe này về. Vàng sau đó sẽ được đưa lên ô tô để chở đi giao cho đàn em của Phụng tại ấp Tân Phú, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Còn đô la thanh toán thì giàu sẽ tiếp tục giấu vào khoang bí mật của xe ba gác rồi phủ các tấm bạc lên đặt các bao tải đựng nước đá lên để cho Thắng chạy đến bà số 1 giao ngược trở lại cho nhóm người Campuchia. Theo thỏa thuận thì mỗi một thỏi vàng nặng 1kg đưa từ Campuchia về Tây Ninh thì bà giàu được trả công là 170 đô la. Khi chuyển tiền của Phụng qua thanh toán thì bà giàu lại được hưởng 1 đô la à, cho mỗi 1.000 đô la tiền thanh toán. Vàng lậu sau đó lại được đưa từ Tây Ninh về Sài Gòn sẽ được Phụng mang đến các căn nhà ở trên đường Hồng Bàng ở quận 5, ở cư xã Lữ Gia quận 11 hay ở xóm Đất quận 8, ở chung cư Khang Phú ở quận Tân Phú, cất giấu rồi bán lại cho các tiệm vàng. Các khách hàng lớn của Phụng là chủ tiệm vàng Đặng Thị Thanh Hằng, tức là chủ của tiệm vàng Phúc Hằng, người này đang bị truy nã, đã trốn ra nước ngoài. Huỳnh Minh Khánh, chủ tiệm vàng Khánh Kim Loan ở quận 6, Nguyễn Thị Minh, là tiệm vàng Kim, Hiền, Bình Minh và một số cửa hàng mua bán lẻ khác. Trong đó thì riêng Đặng Thị Thanh Hằng đã lấy khoảng 300 ký vàng trị giá gần 400 tỷ đồng để bán cho các tiệm vàng ở Sài Gòn hoặc là giao cho em ruột là Đặng Nam Trung, 53 tuổi hoặc là con rể là Trịnh Việt Châu hoặc là gửi cho các tiếp viên Việt Nam Airlines đưa ra Hà Nội tiêu thụ một người tên là nguyễn duy đức là nhân viên của tiệm vàng phúc hằng khai rằng mỗi ngày thì bà hằng sẽ gọi điện hoặc là nhắn tin riêng trên nhóm telegram có tên là quỹ sài gòn về số tiền đô la được chuyển từ hà nội vào sài gòn để mua vàng lậu của phụng tiền việt hay là tiền đô la được đóng gói thành các bọc trong các bọc ni lông đen rồi được đặng nam trung tức là em trai của bà hằng hoặc là Trịnh Việt Châu là con rể của bà Hằng đi máy bay từ Hà Nội mang tiền vào Sài Gòn giao cho Đức. Trường hợp Trung hoặc là Châu không vào được thì số ngoại tệ kia sẽ được gửi cho tiếp viên hãng Việt Nam Airlines mang dùm. Buổi chiều tối hàng ngày thì Đức sẽ nhận vàng lậu từ nhân viên của Phụng. Việc giao nhận tiền vàng hàng ngày thì Đức sẽ ghi chép vào sổ theo dõi cuối ngày. Anh ta còn ghi chép rồi gửi lên nhóm Telegram quỹ Sài Gòn để báo cáo cho bà chủ của mình, tức là Hằng. Khi mà làm thủ tục lên máy bay để mang vàng ngược ra Hà Nội, thì Trung sẽ đi theo cái cửa VIP kiểm soát an ninh ở phi trường Tân Sơn Nhất và quen biết với nhiều nhân viên an ninh tại đây. Khi mang vàng ra Hà Nội, thì Trung đều nhờ làm thủ tục lên máy bay trước trong trường hợp Trung mà không đi được, không trực tiếp mang vàng ra được thì Trung sẽ nhờ uh, châu hoặc là gửi cho tiếp viên Vietnam Airlines. Thì mỗi lần gửi như vậy thì Trung lại nhờ những người nhân viên an ninh ở phi trường mà Trung quen biết trực vào các ca trực đó để cho các cá nhân này mang vàng đi qua cửa an ninh một cách dễ dàng. Quả nhiên, với sự tiếp tay của nhân viên hàng không, của nhân viên an ninh thì không chỉ vàng mà cả những loại chất cấm khác cũng đã có thể qua ải một cách an toàn. Và như chúng tôi đã vừa trình bày thì con đường đi của việc buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia vào Việt Nam là như vậy.